À, vậy thì theo các em, sức mạnh của những cái thông điệp của chúng ta nằm ở ngôn từ hay là phi ngôn từ? Tức là bài thuyết trình của chúng ta có một cái sức nặng thành công lớn thì do điều gì quyết định? Lời từ hay là giọng nói hay là hình ảnh cử chỉ? Các em hãy suy nghĩ xem nó nằm ở đâu ạ? Ở nội dung chúng ta nói hay là cách chúng ta thể hiện ạ? Và chúng ta cùng xem một cái con số thống kê như sau. À, sức mạnh của cái thông điệp của chúng ta nó nằm ở giọng nói chiếm 38%, hình ảnh cử chỉ chiếm đến 55%, và cái nội dung mà chúng ta nghe được nó chỉ có bao nhiêu đấy ạ? 7% mà thôi. Chắc đây là một con số rất là đáng kinh ngạc đối với chúng ta và nhiều người cũng không tin vào điều này lắm đúng không? Vậy thì những cái điều chúng ta nghe chỉ chiếm đến 7% thôi. Đúng không ạ? Còn phi ngôn từ chiếm đến 93%, gồm có cả giọng nói và cả hình ảnh cử chỉ. À, sau đây tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ minh họa để các bạn hiểu hơn về sức mạnh của phi ngôn từ. À, ví dụ có một cái câu đúng không ạ? Các bạn hay tỏ tình với người yêu của mình đúng không? Với người mình yêu thương, đó là anh yêu em chẳng hạn. Thì gì ạ? Ví dụ bạn Nam đúng không? Đến tỏ tình với bạn Lan là gì ạ? Lan ơi, anh yêu em đúng không ạ? Nghe rất là ngọt ngào, nhưng mà bạn Lan quay sang bảo với bạn Nam gì ạ? Anh yêu em đúng không ạ? Chúng ta thấy thế nào? Hai cái câu đấy ngôn từ có thay đổi không ạ? À, ngôn từ vẫn là cái câu gì? Anh yêu em, nhưng mà qua cái giọng nói thì chúng ta thấy rằng có sự khác biệt. Vậy thì chúng ta thấy chính là gì ạ? Phi ngôn từ giọng nói đã làm cho cái ngôn từ đấy nó có sự khác biệt và người ta cảm nhận khác nhau. Và đấy là một ví dụ mà các bạn có thể thấy. Hay tôi có một ví dụ tiếp theo. Lại đây ạ. À, lại đây là phi ngôn từ hay là ngôn từ ạ các em? À, chắc chắn đó là ngôn từ đúng không? Là nội dung. Nhưng nếu một chàng trai nói với một cô gái là em ơi lại đây đúng không, thì sẽ khác hẳn với việc một cái lực sĩ đúng không, bảo đối thủ của mình mày lại đây đúng không, và dùng ánh mắt hay là gì ạ, cầm một cái vật gì đấy để đe dọa đối thủ của mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận khác nhau rồi. Vậy thì chúng ta thấy ngôn từ không thay đổi, nhưng cái điều chúng ta cảm nhận khác nhau nó lại nằm ở chính phi ngôn từ mang lại. Phi ngôn từ ở đây có thể là giọng nói, có thể là hành động cử chỉ của chúng ta. Và sức mạnh của phi ngôn từ nó chiếm đến 93% là như vậy.